Xin chào các em. Các em đã được nhìn thấy con đà điểu bao giờ chưa? Đà điểu là loài chim khổng lồ đấy các em ạ. Nó là loài cao nhất và nặng nhất trong tất cả các loài chim. Nó không thể bay được, nhưng nó có thể chạy rất nhanh. Mỗi bước chạy của nó có thể dài đến 4,9 mét đấy. Chính vì thế, đà điểu được mệnh danh là một trong những loài chạy nhanh nhất thế giới, với vận tốc lên tới 64 km/h đấy các em ạ. Đà điểu có đôi cánh ngắn cũn, có tác dụng giữ thăng bằng. Lúc chạy, cánh của nó dang rộng ra, chân của nó rất khỏe. Đà điểu đẻ trứng rất lớn, mỗi quả trứng có thể dài đến 15 cm và nặng khoảng 1,5 kg đấy các em ạ.